Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm diệp thảo trà đi tóc gần được sản xuất tại Abifa. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Diệp Thảo Trà đi tóc gần cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Diệp Thảo Trà đi tóc gần. Giảo Cổ Lam Diệp Hạ Châu Cà Gai Leo Nấm Linh Chi Dạng Bảo Chế Trà cống Pha Công dụng và chỉ định của Diệp Thảo Trà đi tóc gần Công dụng hỗ trợ bổ gan, thanh nhiệt, giải độc gan và bảo vệ gan. Giúp tăng cường chức năng gan trong các trường hợp viêm gan, sơ gan, bị gan do uống rượu bia, hút thuốc lá nhiều, sơ vữa động mạch, mỡ trong máu cao, gan nhiễm mỡ. Giúp thanh nhiệt, mát gan, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng, chán ăn, vàng da, khó tiêu, bí đại tiểu tiện, táo bón. Hỗ trợ hạ cholesterol máu, ngăn ngừa sự hình thành sơ vữa động mạch hỗ trợ chống oxy hóa, làm trẻ hóa cơ thể, đẹp da bồi bổ sức khỏe. Hỗ trợ điều trị sỏi thận, sỏi mật. Chỉ đinh. Dùng cho người có chức năng gan suy giảm do viêm gan, sơ gan, bị gan do uống rượu bia, hút thuốc lá nhiều, sơ vữa động mạch, mỡ trong máu cao, gan nhiễm mỡ. Người có các triệu chứng, chán ăn, mệt mỏi, vàng da, bí tiểu, táo bón. Cách dùng và liều dùng của diệp thảo trà detox. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Dùng thay nước uống hàng ngày. Ngâm trà túi lọc trong 100ml nước đã đun sôi. Nhiệt độ pha trà ngon nhất là khoảng 80 độ, tương đương nước rót từ trong phích nóng ra. Ngâm trà trong nước sôi từ 4 đến 5 phút để cho trà phôi ra, nhúng túi trà trong nước để trà tan đều. Sau đó có thể để nguội và uống luôn hoặc pha loãng với 200 ml nước để ngoại. Chống chỉ định của diệp thảo trà detoxen. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng diệp thảo trà detoxen. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Farm sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Diệp Thảo Trà Đi Tóc Gần, đồng thời biết cách sử dụng Diệp Thảo Trà Đi Tóc Gần sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham